Hello, mình là Nam Ngôn và mình sẽ chỉ cho các bạn cách chơi bò sát. Mình đang có mặt tại Sài Gòn Mandarin Aquarium. Hello em, đây là bạn Huân. Hình như là nhìn nó rất là hiện đại ha. Này từ từ nó nhảy ra hả ta? Nó lan, nó nở ra. Đúng rồi, con này nó sẽ sinh sản, em đã nuôi sinh sản mà. Beta hả? Đúng rồi, beta, cái beta. Giống beta nước ngọt. Đúng rồi, giống cái vai, cái vai của nó xòe ra đó, cái cánh nó xòe ra như là cá beta, người ta gọi cá biển. Con sống ngoài biển đó, nghĩa là nó không có đánh một bề một phía mà nó cuốn lại. Sống này không nghỉ nha. Nó đánh 24 giờ không nghỉ nha. Có thể mô tả cái cách vận hành của cái máy này chút xíu cho mọi người được. Năm lẩu này là những cái máy doxy sẽ đưa vô trong này. Vô đây xong rồi nó hòa tan vô nước luôn. Dạ đúng rồi, nó sẽ có những cái máy xíu nữa em sẽ qua giới thiệu thêm về cái máy doxy tự động. Có thể mô phỏng được bình minh như thế nào, hoàng hôn như thế nào. Y như là ở ngoài, thì nó sẽ chạy từ từ lên. Thì mình sẽ mô phỏng luôn, demo là set up 6 giờ sáng. Đèn nó sẽ từ từ lên. Đây nó lên từ từ, nãy là tắt ngắm luôn, giờ đèn lên. Đây là nó chạy tới 10 giờ đến 16 giờ. Thì nó sẽ là đạt cao nhất. Nó chia rất là nhiều. Những con có miệng nhỏ, miệng lớn và những con nhìn không có miệng. Đang khép lại hả? Đúng rồi, khi mình cho ăn á thì tao giờ muốn thì mình thử luôn. Ôi, hay quá. Anh chờ đợi cho cái này. Để mình lấy đây các bạn. Huân đang gọi là cho chúng ta coi cái cách cho ăn bằng tay cho san hô ăn. Ồ, máy móc đây cũng bấm nút tà le luôn. Xíu nữa nó sẽ há miệng ra khoảng khoảng là mấy chục giây. Hiện tại là một trong những cái máy doxy mắc tiền nhất ở Việt Nam, nhập về bán khoảng tầm 20 triệu. Wow, 20 triệu. Hello, mình là Nam Ngô. Ok các bạn, buổi sáng ngày hôm nay mình sẽ đi chơi với các dòng cá biển ha. Mình đang có mặt tại Sài Gòn Mandarin Aquarium ở số 601/4 cách mạng 8, phường 15, quận 10 ha. Thì shop này là chuyên về những cái phụ kiện của các dòng của cá biển, của bên cá biển. Thì bây giờ chúng ta cùng vô đây. Chào Nam Ngô. Hello em. Đây là bạn Huân, chủ shop ở đây sẽ đi giới thiệu với mình. Ở bên mình là chuyên phụ kiện luôn hả em? Dạ đúng rồi anh, bên mình là chuyên cung cấp phụ kiện cá biển. Anh thấy những cái phụ kiện, những cái hộp lọc ở đây nó như là nhìn nó rất là hiện đại ha. Và cũng khá là lạ, rất là nhiều mẫu. Có cái hồ này đẹp quá. Đây là... Máy này là cục san hô hết luôn hả em? Dạ đúng rồi, đây là san hô bèo. San hô bèo. Đúng rồi, đây là san hô mềm. Mấy con này là những dòng hiếm. Hiếm á hả? Bèo len. Bèo len gọi là bèo len. Còn nó đang nhúc nhích luôn kìa. Có. Gì chứ dùng. Quay này là phải có len để nó không có bị cái màu khác ha. Nó màu chuẩn hơn, màu sáng hơn. Thực tế hơn. Này từ từ nó nhảy ra hả ta? Nó lan, nó nở ra. Đúng rồi, con này nó sẽ sinh sản, em đã nuôi sinh sản mà. Chứ mấy con này nó thuộc cái dạng rồi. Đẹp quá ha. Nhìn được chơi vậy chứ. Mấy con này nó dạng như là rất là hiếm mà. Mình chỉ cấy thôi. Lấy con này nó đang nhúc tới lui thôi. Đó, mấy những con của nó đó. Nó đẻ sinh sản là một con bên cạnh. Nó đẻ con ấy hả? Đó, những con bên cạnh nhỏ nhỏ là nó là con mới sinh sản. Ồ, hay quá ha. Đọc thì công nhận san hô nó là cái gì đó nó rất là bắt mắt và rất là lạ lẫm luôn. Trên kia có một cái mó phụng. Nó là quá đẹp. Mình gọi mó phụng. Đây là góc bên này. Con này là từ nước ngoài nó gọi là cá beta. Cá Mary beta, cái beta nước mặn á. Ở Việt Nam gọi mó phụng. Beta hả? Đúng rồi, beta, cái beta. Giống beta nước ngọt. Đúng rồi, mấy con cái vai của nó xòe ra đó, cái cánh nó xòe ra như là cá beta, người ta gọi cá beta. Nó núp quá, bơi ra đây chút xíu đi. Con này thì nó cái kiểu như là nó nhát á. Nhát nó không ít ra ngoài, nó không cái bơi lững thững đó. Nằm đó không hả? Núp. Ngại ánh đèn sân khấu. Đây cũng là một trong những cái san hô xoa cũng tương đối là hiếm. Hồi trước mới cách đây 3-4 năm trước là hiếm, mà giờ nó được nhân giống như rộng rãi Việt Nam á, nhiều. Cũng hay quá ha. Cái việc nhân giống này nó cũng góp công bảo tồn đúng không? Lưu giữ. Đúng rồi, những cái dòng này nó tương đối dễ sinh sản, nuôi nhốt. Ok Huân ơi,
Hôm nay anh tới đây thì muốn tìm hiểu về cái môi trường sống của cá biển, của đại dương. Thì bây giờ mình đem đại dương về về nhà mình, thì mình cần phải có những cái trang thiết bị hỗ trợ nào để cho nó đúng kỹ thuật, để cho các sinh vật ở bên trong nó được sống khỏe, lành mạnh, phát triển, sinh sản giống như em vậy đó. Thì bây giờ chúng ta có thể đi từ đầu luôn, để cho mình biết coi như là giờ trước mắt là phải chuẩn bị cái gì, cái gì, cái gì. Thì giờ mình có thể giới thiệu sơ luôn ha, cái hồ chơi của mình. Thì để mà một cái hồ cá biển nó đạt ba cái tiêu chí. Thứ nhất là ánh sáng, thứ hai nhiệt độ, thứ ba là chất lượng nước. Thì mình nói về chất lượng nước đầu tiên đi. Thì chất lượng nước ở đây á, là để đảm bảo san hô sống á, thì nó có những cái thông số đặc biệt như chẳng hạn như là độ mặn. Độ mặn của nước của chơi san hô cá biển á, thì nếu mà chuẩn á, thì nó là phải 1024 đến 1026. Rồi, có nghĩa là nó thuộc dạng mặn hơn hay là sao? Đúng rồi, có nghĩa là trong cái thông số đó thì mình chơi san hô cá biển nó rất là khỏe. Về nồng độ nitrat và phosphat thì nó phải ở mức mình kiểm soát. Chẳng hạn như là nitrat thì nó nằm khoảng ở dưới 15 và phosphat thì nó phải là nằm dưới 0.06 ppm. Thì cái đó là những cái thông số. Rồi về ánh sáng thì nó san hô với là cá, thực tế là mình nói những con cá hoang dã. Thì mình muốn nuôi thuần nó thì mình phải tạo ra một cái môi trường như là ngoài đại dương thực thụ đó. Thì ánh sáng là một trong những yếu tố quan trọng, do vậy nó giả lập như là ngoài mặt trời ngoài đại dương mà nó thì nó cứ chạy ha. Ánh sáng những con đèn mà gọi là chất lượng cao hay là cao cấp ấy, thì nó sẽ có giả lập ánh sáng gần sát với ánh sáng mặt trời, có nghĩa là nó không có tia UV trong đó. Đúng rồi, và nó có giả lập được ví dụ bình minh, hoàng hôn rồi. Giả lập được luôn chưa? Hả? Được rồi, nói chung là nó giả lập được những cái thời tiết chẳng hạn đi ở bên ngoài thì nó vẫn có đầy đủ. Đó là những cái đèn mà gọi là đèn xịn á, là nó có chức năng đó luôn hả? Đúng rồi. Hay quá, thằng lát để tìm hiểu kỹ về cái vụ này. Còn đó ánh sáng, rồi mình tới về phần nhiệt độ thì san hô và cá biển. Cá thì nó có thể dễ dàng hơn, nhưng mà đối với san hô thì nó yêu cầu một cái nhiệt độ tương đối là nước hơi sẽ lạnh ha. Lạnh. Khoảng tầm tối ưu nhất là từ 24 đến 25 độ C. Thành ra mình phải chạy chiêu lờ cho, nghĩa là máy làm lạnh đó, cho nước. Ok, phải có chiêu lờ. Chiêu lờ là cái máy lạnh làm lạnh của nước các bạn. Và cái mưa để chất lượng nước nó thì nó sẽ liên quan tới bộ lọc. Thì bộ lọc trong hồ cá biển thì bên đây mình có giới thiệu sơ qua ha. Đây. Thì đây là cái dàn lọc của cái hồ ở trên. Thì nó sẽ có máy gọi là cái chính nhất của nó là máy skimmer, là máy tách bọt, lấy những cái dơ, những protein dư thừa ở trong nước ra. Thì nó khác cái nước ngọt của mình ha. Ví dụ cái nước mặn nó yêu cầu là cái máy này, để máy này không sử dụng trong nước ngọt được, máy này chỉ sử dụng trong nước mặn thôi. Rồi những cái máy khử NO3PO4, rồi máy bơm này, ở những cái cơ bản. Đây là một cái sim đầy đủ. Rồi về phần một cái yếu tố không thể bỏ qua đó là dòng chảy nữa. Dòng chảy nữa. Đúng rồi, dòng chảy trong hồ cá nước mặn thì nó cũng được giả lập tương tự như ngoài biển ha. Thì sóng nó sẽ đánh về hai phía chẳng hạn đi, nó giúp san hô mình nó không bị stress. Thì lúc đó là cũng rất quan trọng, về cá mình nó cũng rất là thoải mái nữa. Đánh về hai phía là sao ta? Dưới là... đây là máy tạo sóng rồi đúng không? Đúng rồi. Máy tạo sóng này nó có chức năng, có nghĩa là nó sẽ giả lập được ánh sáng cái những con sóng ngoài biển đó. Có nghĩa là nó không có đánh về một phía mà nó cuốn lại. Có nghĩa là đầu ở đây mình thấy có hai đầu nè, đầu bên này là đẩy ra, đầu kia hút lại ha. Đó nó chạy luân phiên với nhau. Đó thì con sóng này nó dạng cái dòng cao cấp thì nó sẽ giả lập được, còn những cái sóng bình thường nó sẽ đẩy về một phía, là mình phải sử dụng hai cái tạo sóng hai bên đấu nhau. Riêng con này sẽ đạt được một phía. Thì ok, thì về cơ bản thì trong cái môi trường nước thì chúng ta cũng cần những cái thiết bị các bạn, ví dụ như là đèn tạo sóng, đèn nè, rồi đèn là ánh sáng giống như mặt trời ha. Rồi chúng ta phải có cái bộ lọc cho nước nó gọi là nó sạch sẽ. Rồi chúng ta phải có tạo sóng, chất lượng nước. Thì nói chung là về môi trường nước thì nó cần những cái điều kiện đó. Nhưng mà đây là môi trường cá biển thì nó khác với môi trường cá nước ngọt ha. Để coi. Ủa cái này
Cái này anh nói là nó khác, với lại cái này nó không có dùng được cho nước ngọt ha. Đúng rồi, vì cái này nó đánh được bọt. Ví dụ như cái này bỏ vô trong nước mặn, nước ngọt của mình á thì nó không tách được protein ra, thì cái này là nguyên lý của nó. Máy sử dụng chiên cho nước mặn. Nước mặn thì nó bỏ vô trong nước ngọt thì nó không đánh được. Cái này nó đánh xong rồi nó sùi bọt lên. Đúng rồi, nguyên lý của nó là hút nước vô, sau đó là trộn không khí và rồi sau đó là đánh bọt lên thì nó sẽ nó như thế này, nó sẽ trào ra ha. Những cái này là chất dơ bẩn nè, nhưng nó đang hầy nè. Cái bọt đó là cái chất dơ để mình đúng bỏ rồi, đi. Đúng rồi, đó là sau thời gian nó dơ quá thì mình tháo cái cốc nó ra mình đi rửa. Cái này mà quá đẹp luôn, cái chất lượng nước và cái chất lượng san hô màu sắc, rồi cái chuyển động của nó, anh thấy mọi thứ nó rất là đẹp luôn đúng không? Nó rất là khỏe mạnh, nó mới gọi là các bạn nhìn nó nhìn rất là vui mắt ha. Này là nó đung đưa như vậy là nhờ cái dòng chảy đúng không? Đúng rồi anh, giờ là do những máy tạo sóng nó tạo ra dòng chảy hỗn loạn ở trong này á. Rất là hay luôn. Ồ, cái độ sâu của mực nước á, nó có ảnh hưởng gì tới cái san hô, cái sức khỏe rồi cá mú rồi trong đó không ta? Dạ có anh. Nói chung là mỗi cái dòng san hô nó sẽ có những vị trí khác nhau. Đó, những người chơi có kinh nghiệm người ta sẽ có bố trí được những con san hô ở tầng đáy hay tầng tầng giữa hay tầng cao ha. Thì và một con đèn vậy nó sẽ chiếu sáng, hãng nó sẽ đưa ra thông số là chiếu sáng sâu được bao nhiêu, chẳng hạn là 60-80. Thì những con đèn nó sử dụng trong cái khoảng đó thôi. Nếu mình sử dụng ra ngoài khoảng đó chẳng hạn đi thì nó sẽ một á, nếu mình sử dụng với chiều cao quá thì nó không chiếu được, những san hô nó lại không đủ ánh sáng, nó chết. Còn những cái những con đèn mà mình chiếu cặn quá thì nó lại san hô nó bị cháy. Gần quá nó cháy. Đúng rồi, là nó cũng chết. Nói chung là nó một trong những loài khó chịu. Con cá thì nó dễ chịu hơn san hô. Dạ đúng rồi, cá thì mình đảm bảo được cái nồng độ nitrat ở trong nước thôi. Thì với lại nitrit ở trong nước thấp thì mình nuôi được, trong khoảng cho phép mình nuôi được. Nói chung cá nó nuôi đơn giản hơn. Đây là những cái bộ lọc mà bên mình cung cấp ha em. Dạ đúng rồi, đây là những bộ lọc bằng nhựa acrylic á. Mình có làm bằng kiến, có mà làm bằng nhựa đó, nhưng mà những cái bộ này thuộc về những bộ lọc cao cấp. Những bộ lọc cao cấp, đây là những cái sản phẩm mà gọi là tốt nhất thị trường hiện nay. Dạ đúng rồi anh. Một trong những cái sản phẩm đó. Nó nhìn nó khác biệt, sang trọng và nói chung là nó rất là chuyên nghiệp. Thì qua cái này nó chưa có ráp rồi vô nó đơn giản thì em có thể mô tả cái cách vận hành của cái máy này chút xíu cho mọi người không? Thì đây thì nó sẽ có hai đường nước, đây là đường xuống. Tại sao làm những cái này là những cái này tháo ra giúp cho mình gọi là đưa hai cái ống xuống dưới, nó giúp không bị nước bị văng ha. Cái làm khiếp kiến luôn, tất cả khiếp kiến. Và đây là hai cái nước sẽ chạm đây và qua đây, và đây sẽ có hai cái tắc lọc hoặc là hai cái cốc để lọc ha, lọc thô á. Sau nước chạm qua đây, sau dưới đây nó sẽ đi xuống, dưới nước sẽ đi xuống phía này ha. Qua đây cái ngăn này mình sẽ chứa skimmer như cách kia mình bố trí kìa ha. Đây là hai cái lò khử N3B4 á. Sau đó nước sẽ chạm ở phía ngăn này. Thì cái những đây những nó làm như thế này để mình dễ dàng mà vệ sinh thôi, mở vô để vệ sinh ha. Rồi nó chạm đây, ngăn đây là ngăn mục đích của ngăn này làm ra là một là mình nuôi rong, hai là mình dưỡng những con cá mới ha. Thì nó làm rất là thông minh. Và qua cái ngăn này gọi là ngăn máy bơm lên, trong đây nó sẽ có những cái cấp nước sẵn luôn, bù nước, vì khi mà mình chơi cá biển á, thời gian á nó bị bốc hơi á thì nó sẽ cạn bơm, thì mình không có thể bổ sung nước nước muối vô luôn, nhưng mà trực tiếp luôn mình sẽ bổ sung gọi là nước RO, nước qua xử lý rồi đó, thì để bù nước lại cho độ mặn nó không bị thay đổi ha. Nếu mình bổ sung nước muối vô trực tiếp thì độ mặn thay đổi thì nó lâu ngày nó sẽ ảnh hưởng tới cá san hô sẽ chết. Nó làm ở đây là thêm những cái này gọi là những cái lỗ như thế này nè, 1, 2, 3 năm lỗ này là gì, năm lỗ này là những cái máy doxy sẽ đưa vô trong này, những đầu dây máy doxy, máy chăm chắc tự động đó. Thì đây làm cũng rất là đẹp và gọn gàng. Có nghĩa mình chậm vô đây xong rồi nó hòa tan vô nước luôn. Dạ đúng rồi, nó sẽ có những cái máy, xíu nữa em sẽ qua giới thiệu thêm về cái máy doxing tự động. Đó thì nó sẽ có những cái đầu găm dây vô để doxing nó set up. Quá là phải nói là nhìn cái máy là cảm giác nó rất là chất lượng luôn các bạn ha. Và cái đường đi của nước đó, nó qua rất là nhiều tầng, nhiều lớp, nhiều khâu.
xong rồi đầu nó sẽ ra ra ngay khúc nào ta, đường ra nước cung cấp lại lên hồ đây đó. Đây là cái ngăn nước lên nó cũng làm sẵn luôn cái lỗ để mình bỏ một cái ống xuống đây ha, để em gắn máy bơm vô mình làm khiếp kín hết để khỏi nước bị văng á. À cái bộ lọc này là nó cái khung vậy thôi, còn ví dụ về máy bơm rồi là mình phải gọi là ẹt thêm vô. Dạ đúng rồi, mình phải thiết kế phù hợp những cái máy bơm phù hợp những cái cho cái bộ hồ của mình ha. Mà như cái máy bơm của nước biển thì chắc nó cũng là một cái dòng sản phẩm riêng chứ đâu có xài chung được đâu đúng không? Về máy bơm nước biển thì nó sản xuất á thì nó khác so với nước ngọt là máy bơm đầu tiên á nó yếu tố an toàn ha. Thứ nhất là nó thường là sử dụng bơm DC, bơm chống giật và cái trục bơm ở trong đó có cái lỗi bơm thường thường là lỗi sứ. Không làm lỗ kim loại vì một lâu ngày sử dụng có thể xét, nó bị sét, rồi hai nó bị có thể nó nhả kim loại trong hồ vì hồ cá biển kiểm soát hầu như là tuyệt đối những cái chất linh tinh bên ngoài vô, nói chung là nhiễm kim loại nặng là cũng không được, thể hư cái hồ của mình. Thì môi trường chúng ta là nước biển thì các bạn biết rồi, nước biển thì nó có cái tính gọi là ăn mòn bào mòn nó rất là cao, cho nên là khi mà sử dụng những cái thiết bị mà bằng kim loại á thì là rất là dễ mà bị sét hư, hoặc là nó giống như em vừa nói là nó sẽ hòa tan cái kim loại đồ nặng đồ vô nước, là nó sẽ ảnh hưởng tới những cái sinh vật trong hồ của mình. Đúng rồi. Rồi cái hồ á, cái hồ thì đối với cái hồ nước biển á, thì nó có khác gì so với hồ nước ngọt không em? Thì hồ nước biển thì tiêu chuẩn nó có một cái tiêu chuẩn gần như là chung đó, thì thường là hồ nước biển nó sẽ có cái chiều dài và chiều rộng và chiều cao nó là tương đối, rồi là nó có một cái thông số chuẩn ha, chứ không phải như cái nước ngọt của mình là mình làm một cái hồ rất là nhỏ rất là nhỏ ha. Ví dụ chẳng hạn như chiều rộng của mình chẳng hạn cái nước ngọt mình lấy lòng 20-25 cm, nhưng cái nước mặn thì thường là người ta còn bố trí tạo sóng này rồi layout rồi bố cục này kia thì người ta thường làm ra là khoảng 50-60 để mà có không gian cho cá nó tối thiểu dạ đúng rồi, vì cá biển nó thường nó bơi lội rất là, nói chung là nó là một con cá rất là trong môi trường biển rất rộng lớn mà đúng không, mình phải tạo ra điều kiện sao gần như là ngoài đó thì nó sống khỏe được và nó không bị stress nữa đúng không? Đúng rồi, nhưng mà nhỏ quá xà quần anh đó. Thấy nó rất anh di chuyển rất là rộng đúng không? Đúng rồi, nó linh động. Đúng rồi. Còn cái chất lượng kiến và keo dán đồ này nọ nè, nó có khác cho với nước ngọt không? Dạ hầu như là giống nhau thôi. Giống nhau hả? Dạ, cái đó là nói chung là nó sản xuất là gần như nhau nhưng mà về thiết kế nó khác. Rồi thường nước ngọt mình là sử dụng hồ công nghệ hay là hồ lọc đá hút đá, mà hồ nước mặn thường sử dụng là hút mặn. Hút mặn thôi. Dạ, không thường sử dụng hút mặn chứ không phải là không. Ví dụ như anh sử dụng hút đáy thì có những mình ví dụ mình trải nền cát á thì nó sẽ cát này kia sẽ hút vô trong bộ lọc mình đã làm tắt đường ống mình thì mình lúc đó mình không xử lý và khó xử lý được. Thì thường hút mặt để mình dễ mình, vì nước biển nó luôn chuyển động. Ở trong hồ nước biển luôn chuyển động thì xu hướng đúng không, thì nó sẽ đánh những cái dơ giấy dưới hồ lên và luôn luôn có xu hướng về sẽ tràn về hồ cái mặt thì người ta sử dụng lọc mặt. Anh vừa tính hỏi em luôn á, anh vừa tính hỏi em là nếu mà chất thải của cá nó thải ra nó rớt xuống dưới đáy như thế nào á, thì em vừa trả lời là do cái sóng này nó sẽ đánh những cái phần nó đi lên lớp mặt xong rồi có cái hút mặt nó sẽ hút vô. Đúng rồi, sóng này không nghỉ nha. Nó đánh 24 giờ không nghỉ nha. Phải mở suốt luôn. Dạ đúng, thành ra là nó lúc nào cái những cái dơ dái nó luôn có xu hướng sẽ nổi lên mặt. Nếu nó nhẹ mà nó lơ lửng. Đúng rồi, thì nó sẽ về hút mặt của mình thì đưa xuống. Đây các bạn, đây là cái hút mặt ha. Đây nè. Nó sẽ tràn. Ở đây nó có những cái khe trội giật. Hơi giật nhẹ hả? Đúng rồi, do nước mặn nó hơi bị lâu nó bị nhiễu. vừa mới đưa vô giật luôn. Đây các bạn. Nó nước nó sẽ tràn vô đây ha. Xong bắt đầu lọc xuống đây. Đây nè. Nước đi xuống đây rồi đi xuống cái hệ thống lọc và chạy lên. Hình như đây là đường dơn ở đây quá. Là giờ vô hồ lại đúng không? Là vô hồ lại. Em anh thấy trong cái hồ nước biển mấy cái này nó hay bị giống như là đóng muối, đóng gì ha? Rong rêu ha? Đúng rồi, nó dễ bị đóng rong rêu anh. Do tại cái này là có ánh sáng rồi những cái chỗ dòng chảy hơi mạnh á, từ từ có rong rêu. Nó là giống như ngoài biển hồ khác nữa. Thì mình sẽ xử lý thôi, rong rêu đó mình xử lý. Đây là cái hồ của em chơi. Cái hệ thống lọc là mình mở coi như là 24/7 luôn. Đúng rồi. Mở suốt. Chỉ có đèn là mình sẽ dạ lặn tối, có nghĩa là mình sẽ mô phỏng theo mặt trời mọc, mặt trời lặn. Đúng rồi. Bình minh hoàng hôn rồi mô phỏng hết luôn. Dạ, đúng rồi. Nó sẽ có một cái app
mình sử dụng qua app để mình set up cái đèn của mình, nó chạy theo ý của mình thôi. Ồ, thông minh dữ vậy hả? Nó đảm bảo thời gian chiếu sáng là từ 8 đến 12 tiếng, không bị ở ngoài thôi. Rồi đây là những cái bộ đèn mà gọi là xịn đúng không? Không, như một trong những dòng đèn cao cấp. Dòng đèn cao cấp thì nó có cái chức năng là nó sẽ thứ nhất là kết nối qua điện thoại, có app sử dụng để mình chỉnh theo cái nhu cầu, cái ý muốn của mình. Dạ đúng rồi. Rồi cái ví dụ như buổi sáng hồi nãy anh em mình có trao đổi sơ sơ qua là em nói là nó có thể mô phỏng được bình minh như thế nào, hoàng hôn như thế nào. Thì cái đó là mình ý mình nói là cái chất lượng cái tia nắng ở trong cái thời điểm đó đó hả? Dạ đúng rồi, có nghĩa là nó sẽ về thứ nhất á là nó set up được thời gian, là nghĩa là bình minh là nó sẽ lên từ từ về công suất cũng như những cái ánh sáng xanh đỏ tím vàng hay là UV này kia đó. Thì những cột màu của nó là nó sẽ y như là ở ngoài, nghĩa là nó sẽ chạy từ từ lên đạt đỉnh, ví dụ chẳng hạn như đạt đỉnh thường là 4 đến 6 tiếng, 4 đến 6 tiếng là nó sẽ kéo dài xuyên suốt luôn. Thì mình cũng có một cái giới thiệu sơ cái app của cái đèn này thì mình sẽ đây là cái đèn Kiso đang sử dụng. Kiso. Đây mình sẽ mô phỏng luôn, demo, chạy demo cái đèn. Quá thông minh luôn các bạn. Đây mình có review của nó đây. Đó thì nó sẽ set up. Đây, khung giờ của mình là set up 6 giờ sáng. Đó, đèn nó sẽ từ từ lên. Đây nó lên từ từ, nãy là tắt ngắm luôn, giờ đang lên. Đây là nó chạy tới 10 giờ đến 16 giờ. Thì nó sẽ là đạt cao nhất và nó hạ xuống biết tới 19 giờ nó tắt hoàn toàn ha. Mình sẽ dừng lại. Vừa rồi là Huân vừa bể demo cho chúng ta thử, có nghĩa là chúng ta có thể set up cái tất cả một cái trên app hết. Thì mỗi ngày nó sẽ vận hành theo cái cách đó thôi đúng không? Dạ đúng rồi, mình cứ cài đặt một lần thì nó cứ chạy vậy, sau đó mình muốn thay đổi theo ý của mình á thì mình cứ lên đó mình set up, ví dụ chẳng hạn như là mình nuôi nhiều sinh vật quá hay là mình muốn thay đổi ánh sáng tăng lên chẳng hạn đi, thì mình vô trong app mình chỉ cần set up lại thời gian cũng như là công suất của đèn, là những cái cột màu của nó. Rất là hay luôn các bạn. Nói chung cái môi trường cá biển là một cái môi trường nó tương đối là phức tạp, đúng không? Nó có bao gồm nhiều yếu tố trong đó, thì để mà có thể chơi, chăm sóc và dưỡng những cái sinh vật ở trong này thì chúng ta cần phải tạo những cái điều kiện nó phù hợp nhất, thích hợp nhất, gọi là tương đồng với thiên nhiên nhất. Nói chung càng sát là càng khỏe. Thì nó sẽ càng khỏe, tại vì đúng môi trường sống của nó mà. Thì để phục vụ cái nhu cầu này của những người đam mê, những người chơi thì các hãng về gọi là trang thiết bị này nè ngày càng tiến bộ, áp dụng khoa học kỹ thuật rất là cao luôn. Thì cái đèn này các bạn tại vì bình thường thì chúng ta không có tiếp xúc nhiều với cái việc này cho nên chúng ta không có để ý, nhưng mà thật ra cái giống như cái cường độ ánh sáng rồi cái nhiệt độ của cái thời gian là lúc mà vừa bình minh á thì nó khác, nó dịu hơn cái ánh sáng ở trong đó nó thấp hơn đó, bắt đầu nó lên 12 giờ là căng nhất, xong rồi tới hoàng hôn là nó dịu lại. Thì cái đèn, những cái đèn xịn này nó mô phỏng được cái chu kỳ cũng như là cái cách vận hành nó tương đồng với cái mặt trời ha, để phục vụ cho chúng ta đó. Thì có như vậy những cái sinh vật trong này nó mới gọi là nó mới phát triển tốt và đẹp như thế này luôn nè, rất là hay luôn. Còn cái này là cái chiller là cái nào đâu em, mọi người có thể chiller thì bên mình không sử dụng, cho mình sử dụng phòng lạnh. Cái phòng này sẵn luôn. Làm phòng này chạy lạnh 24/24 luôn. Trời ơi. Ông chủ sang quá. Thì quá, không có đây là do tại mình sử dụng nhiều hồ cá mà giờ chạy chiller nó sẽ nóng nhà. Mình tận dụng luôn. Nói chung là rất là hay luôn. Một cái giải pháp mà xài cái máy lạnh cho tất cả các hồ, còn không á là từng hồ trong này, như đây mình đếm là có mấy hồ? 1 2 3 4 5 6. Coi như là 6 cái hồ. Thì gắn một cái máy lạnh xài chung cho 6 cái hồ luôn. Còn nếu mà ở trong nhà mình á mà chỉ chơi một cái hồ này không á thì nó sẽ gắn một cái chiller nữa. Cái chiller đó là cái chức năng của nó là nó sẽ làm lạnh cái nước ha. Thì các bạn biết rồi, nước biển thì nó tương đối là lạnh, nó mát hơn cái nước kia. Mà nhất là ở càng ngoài xa nó sẽ càng lạnh, và càng sâu thì nó càng lạnh nữa. Đúng không? Chứ nó không phải là giống như ở trong cái bờ mà mình hay đi dọc dọc cái bờ mình chơi. Đó, cho nên là nó cần phải có
cái chiller làm lạnh nước. Tiếc là hôm nay mình sẽ không có quay được cái chiller do bạn Huân là gắn cái đây là cái chiller của cái phòng này luôn. Chơi nguyên cái hồ luôn. Ủa em còn này mình đang ngâm cái này là cái gì em? Đây là bên mình đây gọi là cát sống. Cát này được khai thác hút dưới đáy biển, sau đó cái vận chuyển giữ sống có nước gì trong này, thì cái này nó giúp cho quá trình những anh mới chơi set up hồ mới thì sẽ cycle nhanh hơn. Nãy em nói cái gì sống chứ, cát sống. Đây là cát sống. Cát sống là cái từ sống đó là... Có nghĩa là sống là có vi sinh sẵn trong đó rồi, vi sinh được bảo quản sống. À cái cát này lấy từ dưới biển lên, đâm ra là tất cả vi sinh ở trong này nó đúng có rồi. Đúng rồi. Vô thì cái hồ mình nó dễ gọi là... Chạy nước nhanh hơn á, cycle nó dùng. Ok, mấy cái này là mình đi hút từ biển luôn. Dạ đúng rồi, cái này chắc thật lặng. Thật lặng. Thật lặng xuống ha. Bởi vì... Đây này, đây là một cát sống này đấy. Đây là cái hồ setup. Cái hồ mới setup xong. Bên mình là có nhận setup cho khách không? Dạ đúng rồi, bên mình là chuyên hỗ trợ tư vấn setup hồ. Tư vấn setup, nhưng mà có thi công không hay chỉ đơn giản là tư vấn? Setup là thi công đó. Setup thi công và cung cấp trang thiết bị luôn. Dạ đúng rồi, đầy đủ. Phụ kiện luôn. Này là những cái... ví dụ như set up cái hồ á thì những cái cục đá trong này cũng gọi là một cái dạng phụ kiện đúng không? Dạ đúng rồi, cái gì là gọi người ta gọi là bố cục, set up bố cục. Chẳng hạn đi bố cục thì có hai bố cục, một là bố cục đá sống thì đây mình sử dụng bên shop mình đó là sử dụng đá sống vì mình cảm giác nó tự nhiên hơn, đẹp hơn, mình thích thú thì mình sử dụng nó. Một bố cục khác là bố cục đá khô, thì bố khô là cái này là đá khô. Nó có vẻ là nhân tạo quá thì mình lại không thích ha, nhưng đúng mà rồi. Tùy theo nhu cầu, ví dụ những người có nhu cầu về đá khô thì người ta sử dụng đá khô. Đá khô này thì cũng mô phỏng giống như những cái kiểu dạng bonsai rồi, đúng rồi. Tháp cái gì san hô rồi lên đây, để đúng. Lên đây. Dạ đúng rồi. Một cái này cái chất liệu làm bằng cái gì ta? Cái này là một cái dạng đá san hô trầm tích. Thì mình sử dụng để mà dán thành tạo thành một cái bố cục. Cái này á, cái này mình mới gờ vô thì mình thấy nó bột bột rồi, mình tưởng là thạch cao nhưng mà không phải. Bỏ trong nước biển thì thạch cao vô là chắc banh xác hết. Cái này á là những cái gọi là san hô vụn đó các bạn, xây ra thành bột đúng không? Không, cái này nó một dạng như rạn san hô cỏ á. Nó bị chết trong đất liền rồi, sau đó những người ngoài thợ chạy người ta lấy lên. Nếu tính ra cái này cũng là dạng san hô thiệt luôn, nhưng mà nó chết. Quá thạch rồi, đúng rồi. Quá thạch rồi. Tại vì cái gì mà bỏ vô nước biển là cũng phải kỹ các bạn, nước biển thì nó bào mòn rất là mạnh luôn ha. Còn nếu mà về phụ kiện mà chăm sóc cho cái hồ á, gọi là dưỡng cái hồ á, thì mình nhiều không ta trong cái dòng cá biển? Hiện tại thì nó có rất nhiều cái nhà phân phối tại Việt Nam ha. Nhiều sản phẩm du nhập từ Mỹ hoặc là Đức hoặc là Trung Quốc. Nói chung rất là nhiều, Nhật cũng có, thì hiện tại bên mình hầu như có đầy đủ. Nói về cá biển thì nước nào gọi là mạnh nhất ta? Nếu mà hiện tại cái sản phẩm gọi là được ưa chuộng ở trên thị trường Việt Nam thì nói về là Red Sea. Red Sea Red Sea cái nghĩa là cái sự marketing người ta tốt. Thứ hai á là cái độ phủ thị trường của ta tốt hơn những sản phẩm khác. Về giá nó cũng cạnh tranh hơn. Và cái chất lượng nó cũng rất là cao ha. Thì đó thì về Red Sea. Đó là của nước nào? Red Sea thì nếu mà nhà sản xuất á là Israel, nhưng mà thương hiệu chắc chuyển giao qua Mỹ rồi. Israel. Thì ở trong môi trường nước á, cái thí dụ bây giờ anh có một cái hồ đi, thì cái công việc hàng tháng hay tuần gì đó thì nó có nhiều không em? Nếu mà chơi cá biển thật sự nó chỉ dành cho những người thật sự đam mê, thích thú, thì mình bỏ thời gian mình chăm sóc. Chứ còn cái sự mà gọi là thuận tiện của nó thì do bản thân mình thôi, mình thích thú mình chơi mà, đúng không? Mình đam mê mà, thì mình phải tạo ra thời gian để mình chăm sóc cái đam mê, nuôi dưỡng đam mê mình. Thì có những công việc nó cần, chẳng hạn như giờ mình nuôi cá san hô thì yêu cầu là nó có một cái phải thay nước. Cái thay nước thì nó thường là thay nước gọi theo công thức thì là 10% một tuần ha. Rồi chăm sóc, có nghĩa là mình chăm sóc như thế nào mình nghĩ cho cá ăn là công việc mỗi ngày. Rồi tới mình cho san hô ăn thì nó có nhiều sản phẩm. Một là sản phẩm cho ăn bằng tay, hai là những sản phẩm dùng máy, máy móc thiết bị hỗ trợ mình, nó gọi là tự động hóa 100%. Là có nghĩa là mình sự can thiệp vô hồ cá mình ít đi, thời gian của mình không có thì mình sử dụng những cái đó. Mình có thời gian mình sử dụng chăm tay
Đó là do tùy theo điều kiện của từng người. Ừ, nói về san hô thì nó nói chung là còn lạ lẫm rất là nhiều luôn. Bản thân mình thì cũng biết rất là ít luôn, cho nên là hôm nay gặp Huân sẽ nhờ Huân sẽ chia sẻ hai, rồi các bạn ở nhà mà có coi kênh thì cũng sẽ coi như là nắm bắt được chút đỉnh ha. À, anh vẫn không hiểu là cho ăn tai với cho ăn mái nó khác như thế nào mà anh cũng không biết là con san hô nó ăn cái gì luôn á, thì em có thể em giới thiệu với mọi người không? Mọi người chắc chắn là cũng sẽ có tò mò như anh luôn á. Thì giờ em nói chung mình cũng nói sơ qua về vấn đề mà san hô ha, cho ăn và cách mà chăm sóc ha. Thì san hô bản thân của nó là động vật. Đúng. Nó không phải là thực vật nha. Rồi, mình thấy nó là màu mè này kia nhưng mà thật sự nó là động vật. Đúng, nó rồi. Tiêu thụ protein. Nó okay. Như động vật thì nó ăn các protein, amino acid, acid amin, những cái gọi là để làm dày thịt của nó ra. Nó phát triển về thịt. Thì san hô thì nó ăn những cái như em nói, với hai nó ăn những cái phù du, ví dụ đây là phyto, những phyto, những du như là những cái xác phù du. Đó. Rồi những san hô nó chia ra hai bộ, một bộ là san hô thịt thôi, san hô mềm. Mình gọi là hơi san hô mềm ấy. Và bộ san hô là băng san hô có xương. Có xương. Thì bộ san hô mà mềm á thì như con bèo đầu tiên á, thời gian hồi nãy á, ví dụ những con san hô 100% thịt này, nước ngoài nó kêu là shark, thì những con này á thì nó không cần canxi, magie, KH để tạo nên khung xương đó, thì cái tạo nên carbonate á, thành phần tạo xương ha. Thì con này rất là dễ chăm sóc, thì những thức ăn thì nó như mình nói ha. Rồi một bộ khác, bộ san hô có xương, con này là một san hô có xương, thì nó sẽ bao gồm là nó có thịt và xương. Thì những con san hô này nó cần một cái canxi, magie và KH thành phần tạo nên carbonate để xây dựng khung xương, thì mình cần phải bổ sung cái đó. Riêng em nói cái con nào mà có thịt có xương, con mà giống cái đồ đây, Lego đấy. Đúng rồi con đó. Giống cái hoặc là những con cái này Lego vậy. Và những con này này nó vừa có thịt và vừa có xương. Thì con này là bộ cần những cái canxi, magie, KH nó tạo nên carbonate là khung xương của nó. Thì nếu mà thiếu những cái đó, không bổ sung đó, thì một thời gian nó không còn cái xương nữa, thì tất nhiên thịt nó sẽ bong ra. Cái nghĩa là bị chết đi. Đó. Nó là động vật nha các bạn. Động vật nó ăn những cái sinh vật phù du. Và người ta sản xuất ra cả những cái này chắc dạng bột quá ha. Dạ, cái này dạng nước, dạng dung dịch. Dạng dung dịch. Thì trong đây là những cái xác con phù du. Đúng rồi. Mình cứ nhỏ vô nước thôi là con cây san hô nó sẽ ăn. Thì nếu mà thức ăn cho san hô là chỉ cần một loại này thôi em. Nó nhiều anh. Nó vì nó có hai gốc, ví dụ như phù du thực vật và phù du động vật. Thì nó sẽ có du và phyto. Đây thiếu sản phẩm du. Có mà du và phyto thì những cái đó là gọi xác phù du động vật và thực vật. Thì rồi đó là những cái cơ bản thôi, nó sẽ cần bổ sung thêm cái dạng như là protein để mà con san hô á nó ăn trực tiếp, nó mập lên. Thì đó là mình sẽ sử dụng một cái sản phẩm khác dạng bột ha, hoặc là những sản phẩm ăn trực tiếp, nó rất nhiều sản phẩm. Đây cũng là một sản phẩm cho san hô ăn đây, những con có miệng lớn. Có con có miệng nữa hả? Nó chia rất là nhiều. Những con có miệng nhỏ, miệng lớn, và những con nhìn không có miệng. Nó thấm qua da vậy đó. Những con có miệng lớn là những con này nè. Những con này có miệng lớn nè. Những con cái miệng nằm đâu ta? Cái miệng nó nằm ở giữa á. Đang khép lại hả? Đúng rồi, khi mình cho ăn á thì tao giờ muốn thì mình thử luôn. Ôi, hay quá. Anh chờ đợi cho cái này. Để mình lấy đây các bạn đi. Huân đang gọi là cho chúng ta coi cái cách cho ăn bằng tay cho san hô ăn. Coi nó phản ứng như thế nào á. Coi nó phản ứng như thế nào. Ồ, máy móc đây cũng bấm nút tà le luôn. Đây các bạn, các bạn coi một cái hồ cá biển mà với những cái phụ kiện gọi là cao cấp và được set up mọi cái chỉnh chu. Các bạn coi cái dàn điện đằng sau nè, coi như adapter treo tới tấp luôn, ổ điện coi như là kín mít luôn. 2, 4, 6, 8, 10, nó khoảng 15 thiết bị á. 15 thiết bị trong cái hồ này ha. Nhưng mà nó rất là gọn gàng và rất là đẹp luôn. Đây thì mình xíu nữa nó sẽ hé miệng ra khoảng khoảng là mấy chục giây. Ôi con cá nó dành mồi rồi. Nếu mà cá nó không ăn thì nó hát rồi. Con cá nó ăn hết thì thôi. Thì con này nó ăn đêm, con này ban đêm, rồi khi mà sáng xuống á thì con này sẽ há miệng bự nhất, thì lúc đó là cho ăn dễ dàng hơn. Còn ban ngày mấy con cá ăn hết. Thì em nãy em có nói là cho ăn bằng tay là mình làm vậy đó hả? Dạ, đó không, đây là một trong những cho ăn thức ăn dạng viên thôi. Còn cho ăn bằng tay ở đây á. Mở miệng ra kìa, mở miệng ra kìa.
Đó bạn, thấy không? Quá hay luôn, lần đầu tiên mình thấy luôn. Anh em mình đi ra biển mà ngắm nghía san hô chắc là lướt qua thôi chứ làm sao thấy được mấy cảnh này. Có mấy cái môn mà lặng lặng ngắm san hô quá, đi lướt qua thôi chứ. Thì hầu như là mọi người không được ngắm. Vì nó ở khá là sâu. Những san hô mềm vậy là nó ở trung bình, nó ở mực nước khoảng tầm 7 đến 15 mét nước. Thì chỉ có những gọi là thợ lặn chuyên nghiệp hoặc là những người được bảo hộ để lặn thôi thì mới nhìn thấy nó thôi. Anh cũng có đi ngắm san hô mà mấy cái bãi mà như là thấp thấp á. Bãi thấp thì... nhưng mà anh thấy sao cái màu sắc của nó nhìn không có đã thôi. Nhìn nó có màu một à. Nó xanh xanh như rêu vậy chứ nó không có được màu sắc gọi là đẹp như trong hồ mình ta. Dạ thì do tại nếu mà những bãi cạn á thì nó thường thường nó những san hô màu sắc nó không được đa dạng. Thứ hai á là khi mà nuôi trong môi trường nuôi nhốt á thì những cái thực phẩm của mình, những cái dinh dưỡng bổ sung như trong hồ mình á là nó sẽ giúp con san hô tăng màu, rực rỡ hơn. Với ánh sáng của cây đèn nó sẽ giúp san hô dạ quang. Trong này nó có những ánh sáng giúp san hô dạ quang lên thì nó làm sặc sỡ hơn. Và đặc biệt là tăng màu đó, giờ nó há miệng ra bự đó. Nó bự, nó cái ria của nó là cái miệng lớn của nó ngoài để bắt san hô những cái xúc tu á. Bắt mồi nha. Quá đẹp luôn các bạn. Nhìn như cái những cái đá đá kiểu màu sắc rồi vôi rồi này nọ thứ ha, mà nó nhúc nhích nè, nó động đậy nè. Cũng rất là nhiều người còn lầm tưởng san hô là thực vật á. Còn đây là những cái máy móc để bấm gì em? Cái này không có, em đang có xích tay á, để em dừng lại để cho ăn thôi. Dừng là dừng cái vào sóng á hả? Dừng sóng. Cái này có thể set up ở trên app cũng được. Mà mình set up trên tay, bấm tay cũng được. Cái này là những cái bảng điều khiển hả? Quá dữ luôn. Ok em. Thì nếu mà một người mà mới chơi hồ cá biển thì em có những cái lưu ý nào chia sẻ với mọi người không? Với lại nãy em có nói là nếu mà mình yêu thích nó đó thì mình thấy cái công việc này nó bình thường. Nếu như mà mình không có đam mê thì mình sẽ thấy nó hơi nghịch vướng vướng gì nếu đó. Nếu mà thì... mình không đam mê thì tốt nhất thì mình không nên chơi, do tại cái này á, nó về cái mà gọi cái chơi cá biển á, nó nếu mình chỉ ngắm thôi á thì mình phải kêu công tác bảo trì, bảo trì thường xuyên ha. Nếu mà mình muốn ngắm thôi thì ok, thì mà cứ gọi những cái đơn vị tới bảo trì ha. Còn nếu mà mình muốn chơi mà muốn để mà tìm hiểu sâu hơn, tương tác rồi sâu hơn sâu hơn ấy thì dành cho những người đam mê thì mình sẽ tạo thời gian mình chơi. Ví dụ như một ngày em chăm sóc một cái hồ của em nó tốn nhiều thời gian không? Nếu mà cái mà do tại hồ em á thì em ở tiệm thì nói chung là tính khoảng thời gian á thì chỉ có chạy cái ăn là chính ha. Còn những cái khác hầu như nó là tự động. Còn nếu mà mình như mình nói là có hai cách đó, là để cho ăn bằng tay và cho ăn bằng máy ha. Vì cho ăn bằng tay thì có nghĩa là như nói một trong những cách cho ăn bằng tay, hai là những cái như thế này, những cái chắc như thế này ha. Ví dụ như những cái lọ thuốc như thế này thì cho ăn bằng tay là nghĩa mình sẽ khui ra rồi mình nhỏ trực tiếp trong nước. Ví dụ chẳng hạn đây ha, cái này mình cho 6 giọt ha. Ví dụ vậy là cho bằng tay. Còn cho bằng máy là máy nó sẽ tự, mình sẽ tự set up và máy nó tự đô xin cho mình đúng 6 giọt trong này. Nó mỗi ngày luôn, nó sẽ chạy mỗi ngày. Có nghĩa là mình hẹn giờ rồi mình set up cái quy trình tất cả là mỗi ngày nó sẽ làm theo ý mình luôn. Đúng rồi. Chẳng hạn như vậy thì nó cứ lặp đi lặp lại. Mình thôi tham gia vô mát, vô công việc mà chăm sóc thì đỡ thời gian, thì đó dành cho những anh nào không muốn tham gia nhiều. Đó là vậy là cho ăn các bạn, nhiều mấy giọt nước vô, nước nó hòa tan ở trong rồi thuốc này nọ thứ thì những cái sinh vật ở trong đây nó sẽ hấp thụ được. Đúng rồi. Quá là ok, quá là hay luôn. Nếu vậy cũng nhàn đúng không? Tại vì em đã set up mọi cái, nó thứ nhất là trang thiết bị của em nó rất là hiện đại rồi. Rồi coi như là công năng đầy đủ hết luôn. Thì cái mà anh hồi nãy anh hỏi mà lưu ý cho những người mới chơi, mới tìm hiểu mới chơi á, thì nếu mà mình phải biết cách mà gọi là phải tự tìm hiểu hoặc là thể tới tiệm nào đó hay là đơn vị đó người ta hỗ trợ cái cơ bản nhất để mình chơi, chẳng hạn như là quản lý nước nè, rồi cho cá ăn bao nhiêu là đủ,
hay là cho san hô ăn bao nhiêu đủ, và là những cái cơ bản nhất là mình phải biết. Vì nó không đơn giản là cứ bỏ con cá, bỏ cục san hô vô nước rồi chơi. Nó phải biết, đơn giản nhất là phải biết quản lý nước của mình. Đó, ví dụ chẳng hạn phải kiểm tra được nước của mình. Đó, để mình biết san hô mình có sống vui vẻ trong cái hồ mình không, hay là cá sống vui vẻ trong hồ mình, hay là nó đang chết, hay là nó đang chết dần, hay là nó bị một thời gian sau nó sẽ bị chết hoàn toàn. Đó. Ừ. Đó. Trong quá trình mà em chăm sóc á, cái việc mà kiểm tra nước á, thì nó diễn ra thường xuyên không, định kỳ không em? Cái đó là phải hầu như là định kỳ. À, thì mình có thể kiểm tra nước, thông số nước của mình thường khoảng tầm 10 ngày một lần. À, nếu đó là mình kiểm tra bằng tay. Còn hiện tại trên thị trường có, nếu mà cho những người chơi chuyên nghiệp thì nó có những cái máy hỗ trợ luôn. Là nghĩa là mình sẽ set up và nó tự nó báo kết quả về máy của mình. Kết nối qua điện thoại luôn. Đúng rồi. Thì nếu mà người chơi mà chuyên nghiệp mà lâu năm, vì những máy, cái máy nó là máy công nghệ cao, thì nó sẽ tự set up cho mình. Cứ ví dụ như tới 10 ngày là nó sẽ báo kết quả về. Dạ đúng rồi. Dư gì, thiếu gì này nọ là để mình biết mình bổ sung vô. Có những cái máy nó cao cấp hơn vậy nữa thì nó sẽ nó tự động tự điều chỉnh luôn, cân bằng luôn. Hay dữ hết à. Hàng chi là những cái trang thiết bị đó chắc là kinh phí nó cũng cao đúng không? Đúng rồi, vì mấy cái đó là dạng những dòng máy thông minh rồi. Hôm bữa anh thấy ở trên Reston Mall nó có cái ngay dưới góc cầu thang nó có cái hồ san hô cá biển á. Lúc nó mới làm nó đẹp dễ sợ luôn mà giờ nhìn thấy ghê luôn. Do tại em nghĩ là do vì công cộng mà thành ra cái sự chăm sóc nó không được tốt. Thì nó vậy thôi. Cái đó thì ai cũng biết. Nhưng mà uổng quá, có nghĩa là nếu mà cái đó là một cái hồ chơi trong nhà thì không nói. Nhưng mà ở đó là một cái trung tâm thương mại cũng gọi là tương đối lớn và rất là đông người đi qua đi lại mà nhìn nó tàn, thấy sợ luôn, xấu. Nhưng mà có đơn vị đang có thi công đó, nhưng mà không biết sao, nhưng có đơn vị thi công cũng hơi uổng. Hồi đó mỗi lần mình vô Reston Mall là đứng ở đó chắc phải 15 phút. Cứ đi tới, đi lùi, đi tới, đi lùi. Đây là một nhân chứng là khởi đam mê lên từ cái đó. À vậy hả? Đúng rồi. Là bắt đầu từ đó luôn. Từ 8 năm trước. 8 năm trước, ở đầu mới mê ghiền theo đuổi luôn. Đúng rồi, 8 năm trước là mình bước chân vô trong đó mình thấy một cái hồ cá biển, thấy nó sinh động, đẹp quá. Thì ra mình về mình nghiên cứu mình coi. Quá hay luôn. Ngày xưa cái hồ đó các bạn nó nằm ngay dưới cái chân cầu thang ở trong Reston Mall á, thì cái gọi là cái bố cục trong đó thì anh không có thích. Nó giống như nó tầng tầng lớp lớp nhìn nó không có được tự nhiên. Nhưng mà san hô cá mắm rồi trong đó nhìn nó đẹp lắm. Bẵng đi thời gian nhìn lại trời hôm nay nó xấu quá, nhìn nản luôn. Đèn hình như đèn còn không thèm mở nữa mà. Thì cái kiểu công tác bảo trì nó yếu kém thì phải chịu. Hơi uổng ha. Quá uổng. Ở đây là những cái sản phẩm mà để phục vụ cho cái công tác trong hồ á em. Đúng rồi. Nhìn vô là thấy này tạo sóng nè, quay bùm. Đây là nó để trong cái hồ luôn, xoay luôn. Dạ đúng rồi, cái này máy tạo sóng đặt ở trong hồ anh. Thì nó chắc cái giống cái kia đúng không? Có khác, nó về gọi là cũng là máy tạo sóng, nhưng mà máy tạo sóng nó chia ra rất là nhiều dòng. Dòng cao tới dòng thấp. Đây hiện tại một giống dòng trung bình của Zebao sản xuất. Đây cũng là máy tạo sóng Của Zebao. Cái này là cái gì em? Đó là một trong những cái bơm anh, bơm DC. Bơm DC. Bơm nước. Còn bên này Bên đó là máy, như em nói là đây là máy Doxy, máy để chăm chắc tự động này, là cái máy này. Đây là của Camo sản xuất, một cái hãng cũng tương đối là rộng rãi phổ biến. Mình thêm mở ra cho anh em xem luôn ha. Đây, thì nó sẽ có như thế này. Máy này sử dụng rất là dễ dàng ha. Đây là cái máy, đây là cái động cơ của nó. Đây những cái cục mình lắp vô ha. Có 5 đầu, bây giờ chăm được 5 chất đó. Đây thì cái máy này nó cũng set up trên app nè. Thì nó sẽ có đầu vô là đầu ra nè. Đây đầu vô, đây đầu ra ha. Thì nó sẽ có 4 cái bơm, 4 cái bơm á, 1, 2, 3, 4, 5 thì mình sẽ chăm được 5 chất và mình tự set up. Nó chạy tự động mỗi ngày hay là cách ngày, hay là một tuần chăm một lần, đó tùy mình. Nó rồi sẽ... những cái chất mình đổ đâu em? Chất thì nó sẽ có cái bình đựng chất đây luôn. Đấy, ví dụ đây một bình, một ngăn của nó là 1 lít, đây có 4 lít. Là ngăn này là mỗi ngăn 1 lít, thì 4 lít nghĩa là sẽ có chất A, B, C, D, mình tạm nói vậy, nhưng mà chất đó có thể là canxi, magie, KH hoặc là thức ăn san hô AB cộng của Dexy chẳng hạn đi. Thì đó, thì mình chăm ở đây, xong rồi đó mình sẽ có những cái đầu đó ở trong này. Đây đó, mình sẽ găm vô cái đầu ống, nó có cái ống dễ dẫn này.
làm luôn để mà hình dung ha. Đây mình sẽ găm trong này ha. Thì nó sẽ tự nó hút vô trong máy này và nó nhả vô trong hộ mình vậy thôi. Ok, đơn giản thôi. Nói thì hơi phức tạp nhưng thật sự công tác nó rất đơn giản. Không, một khi nhà sản xuất người ta thiết kế ra một cái sản phẩm là người ta đã nghiên cứu hết cách sử dụng, nó phải đơn giản nhất rồi chứ có quá ai sử dụng rồi. Rất đơn giản. Nó thể hiện được luôn cả cái này, nó thể hiện được trên app là cái nhiệt độ luôn á. Đây này, nó có luôn cả nhiệt độ này. Nghĩa là nó có một cái đầu dò ở vô nước mà nó sẽ tự báo về điện thoại mình là nhiệt độ hầu nhiêu. Quá hiện đại luôn. Đây là một cái máy phổ biến, từng đó phổ biến. Rồi mình chơi cá biển này mình có ngại vấn đề cúp điện không ta? Khi mà cúp điện thì có vấn đề xảy ra không ta? Cũng rất là quan ngại chuyện đó. Nhưng mà giờ cá biển á thì thành ra là anh em phải chơi mà cúp điện mà mình thời gian dài á thì thường là sử dụng oxy sủi, còn mà cúp điện trong thời gian tầm tiếng trở lại không sao vấn đề hết ha. Nhưng mà với lại nếu mà mình nước mình đã nóng lên đó, có phương pháp là cấp cứu tạm thời, mình cho những cái bao đá, nước đá mình cho trực tiếp trong hồ rồi xong. Có nghĩa là lấy cục nước đá bỏ vô cái bao. Đúng rồi. Xong rồi quăng vô. Quăng vô trong hồ để mà giúp cho những san hô nó đỡ stress. Còn trong vòng một tiếng lại không vấn đề gì, nhưng mà nếu mà lâu quá thì bắt buộc phải sử dụng oxy sủi để tăng cường oxy trong hồ mình, cá san hô không chết. Còn mấy ông mà chơi chuyên nghiệp mà chơi cái hồ nhiều tiền á, mà ông sẽ sắm luôn máy phát điện riêng. Phát điện riêng luôn. Mà rất là nhiều luôn, rất nhiều người như vậy chứ mà. Đó là không sắm. Mà để tại vì build lên một cái hồ nó cũng nhiều tiền mà. Rồi để cho nó ổn định nước, sinh vật trong đó nó ổn định, nó đẹp, nó bung lụa ra thì nó cũng tốn thêm thời gian nữa. Cho nên chuyện mà mua cái máy phát điện thì nó đâu thành vấn đề. Cái máy phát điện đó là mình cái máy phát điện bình thường đúng không? Xài điện chứ đâu phải nó có một cái máy phát điện riêng cho cái hồ đâu đúng không? Không, nó thì máy đó phát điện riêng cho cái hồ á. Đó là cái sản phẩm chuyên cho cái hồ cá biển á hả? Không không, ý máy phát điện bình thường thôi. Bình thường mà để phục vụ cho cái hồ thôi. Rất là nhiều cái trang thiết bị các bạn ha. Cái này là cái màng lọc thôi. Đây máy tạo sóng một dạng thanh ngang. Máy tạo sóng dạng thanh ngang hả? Dạ, đó là máy tạo sóng rồi. Nó có hai động cơ hai bên á. Sóng thì nó phải hai chiều ha. Dạ, thì đó thì nó trong này máy tạo sóng rất là nhiều trong này nè. Đấy, đây là đèn. Đây là bản đèn LED. Đèn LED Radiant. Rồi một trong những dòng đèn cao cấp hiện đại á. Có con 30 cũng có, mà con 15 cũng có. Thì đây là những sản phẩm trưng bày của mình thôi. Còn sản phẩm thực tế của mình nó nằm ở kho. Em hay quá, từ một cái đó gọi là vô tình thôi. Trước khi mà em thấy cái hồ đó là em có ấn tượng gì về cá biển không? Em nói chung là em thích thú về đại dương. Nhưng mà cái mà mình nghĩ á, cái mình nghĩ ra người ta nuôi trong đó quá đẹp thì mình có thể nuôi được. Mình về mình nghiên cứu, mình tìm ta, vì hồi lúc đó thời gian đó thì cá biển mình ít người chơi lắm. Và thật sự là cái mà cái kiến thức về cá biển nó rất là nông ở Việt Nam mình. Có những anh chơi trước đó cũng mười mấy năm rồi, 15 năm rồi, mình cũng có quen biết, mối quan hệ quen biết ha. Đó, nhưng mà sau này mình theo kiểu mình là người trẻ mà, mình muốn nó cái gì nó đi cái đúng hướng của người trẻ ha. Đó thì giờ nó sẽ có những cái thiết bị, những cái đèn, những cái máy móc nó hỗ trợ con người. Người chơi tối đa. Không như hồi xưa, nó hồi xưa chơi đơn giản lắm. Hồi xưa thì hình như chơi cá biển này cũng có mấy trường phái đó không ta? Trường phái giống như em vừa nói là những người trẻ thì thích những cái gọi là công nghệ rồi áp dụng vô. Còn những cái gọi là anh em mà gọi là gạo cội thì sẽ có những cái cách gọi là chuyên về gọi là kinh nghiệm. Kinh nghiệm đúng rồi. Kiểu dạng vậy đúng không? Dạ. Thì hai cái trường phái nó khác nhau như thế nào ta? Nếu mà theo mình thôi, theo cá nhân thôi, quan điểm cá nhân thôi, thì những anh chơi theo trường phái cũ á, thì hồi xưa là người ta sử dụng trang thiết bị ít hơn. Đó, thì nó vẫn có những cái ưu điểm riêng. Thứ nhất là về giá. Về giá của nó thì nó làm một cái hồ cá, sẽ cái hồ cá mình sẽ giá chi phí nó sẽ thấp xuống ha. Đầu tiên là giá trước. Thứ hai á là người ta chơi kinh nghiệm mà, thì có những có cái hay về xử lý tình huống này kia chẳng hạn ha. Thì chỉ khác nhau ở chỗ đó thôi. Còn chơi cá mà biển theo phương thì hiện tại á, là theo mà hiện đại á, thì nó là như cuộc cách mạng rồi ở Việt Nam rồi đó. Thì nó sẽ giúp con người quản lý được chất lượng nước luôn, biết đèn mình chạy như thế nào, biết nước mình có những gì trong đó hay là giúp
con san hô nó sống không bị stress, nó kêu nó càng giống đại dương thì nó sẽ càng phát triển tốt. Nghĩa là mình giờ là anh em trẻ giờ cứ theo xu hướng nó chơi. Nhưng còn cũng có một số bộ phận chơi theo cái kiểu amateur, thì chơi trải nghiệm thôi. Thì cũng là theo những anh cũ. Thì đó, thì con nhưng mà với mình thì mình lại thích cái mới hơn, cái mới vì nó lúc nào nó cũng hấp dẫn hơn. Như là cái mới á, mọi cái là nó có chỉ số, tất cả mọi cái nó phải có chỉ số hết. Chúng ta làm mọi cái nó có vẻ là chính xác hơn và nó dễ nhân rộng hơn. Ví dụ như em có tư vấn cho khách thì mọi cái nó đơn giản hơn. Còn gọi là kinh nghiệm, mà dù như giờ kêu anh, mà ví dụ như chuyên nghiệp kêu nhìn nước biết là nước này đang thiếu thiếu kia chắc bó tay. Dạ, đó thì những người chơi kinh nghiệm, người ta nhìn vào con san hô hay nhìn vào con cá thì ta biết được chất lượng nước, dự đoán được thôi. Nó sẽ tốt hay là nó không tốt. Còn những người mà chơi mà về máy móc, phụ kiện thiết bị á, người ta sẽ biết được chính xác nước tôi bữa nay nó thay đổi như thế nào, hay là ngày hôm sau nó như thế nào, hay là cần bổ sung cái gì. Thì đó là những người chơi, với lại chơi theo cái xu hướng mới thì nó sẽ giúp con san hô của mình nó đỡ stress và nó sống sót. Nói chung là nó sẽ dễ nuôi hơn và sinh sản tốt hơn. Ok. Ồ, em ví dụ như anh có nghe mọi người nói là ví dụ như mình chơi cái hồ cá biển này á, thì cái cá cho nó là nó cũng tuổi thọ nó không cao đúng không? Nếu mà về cá biển thì bản thân nó ngoài đại dương rồi, là cá biển ngoài đại dương nó cũng không có sống gọi là nó có tuổi thọ, nó tầm 2 theo nghiên cứu của tụi mấy tụi nước ngoài ha, mình cũng học hỏi thôi, thì nó tuổi thọ trung bình từ 2 đến 3 năm cho một con cá. Thì nó thực sự là cá thay thế, nó không có nuôi nhốt vĩnh viễn được ở trong hồ mình. Nhưng mà vẫn có những trường hợp ngoại lệ, chứ không phải là không có ngoại lệ, những người ta vẫn nuôi nhốt được con cá đó 7 năm, 10 năm, 15 năm, thậm chí có người nuôi tới 30 năm. Dữ vậy hả? Ở nước ngoài nó vẫn có những điều con cá nuôi đến 30 năm. Thì đó là những trường hợp ngoại lệ, còn trung bình chung thôi là nó cũng từ 2 đến 3 năm là nó sẽ bị chết, và lúc đó nó chết một cách đột tử mình cũng không biết. Là có thể nó bị bệnh này kia nó chết, thể trạng nó không tốt rồi nó chết. Có nghĩa là do cái tuổi thọ nó ngắn hay là do cái môi trường này 2-3 năm thì bắt đầu nó gọi là nó lão hóa. Bản thân nó ngoài biển nó cũng chỉ sống sót trong thời gian là 20 năm thì những cái thông tin về con cá thì nó có một số trang nước ngoài để luôn. Đó là nó con cá này sẽ sống ở ngoài đại dương hay là sống trong hồ, thì tất nhiên trong hồ tuổi thọ nó có thể nó sẽ bị giảm hụt hơn là ở ngoài đại dương. Nhưng mà nó cũng trung bình chung là từ 2 đến 3 năm. Nhưng mà san hô thì sao? San hô thì nếu mà anh nuôi nhốt trong hồ, thực tế nó sẽ sống kỳ diệu và sống phát triển rất là tốt so với ngoài đại dương. Nếu anh nuôi đúng và nuôi cái kiểu như là mình tạo điều kiện cho nó hết sức thì nó sẽ phát triển và sinh sản rất là tốt. Riêng san hô là nó bất tử. Riêng hô là bất tử luôn. Đúng rồi. Nuôi cả đời luôn. Mình thích nuôi gì cả đời các bạn. Nuôi mà tuổi thọ ngắn quá không khoái lắm. Nó phát triển và nó sinh sản, tốc độ sinh sản nếu mà nuôi nhốt đúng cách thì nó sẽ sinh sản, tốc độ sinh sản rất nhiều, nhanh rất nhiều so với ngoài đại dương á. Có nghĩa là cái đối với san hô và cái chất lượng nước thì cứ càng để lâu là nó càng ổn định, càng khỏe. Riêng con cá thì nó sẽ, tại vì nó bản thân nó cái tuổi thọ nó đã ngắn rồi. Đúng rồi. Cho nên là mình phải thay thế. Nhưng mà nếu mà lâu lâu phải thay thế kiểu này, có những con nó cũng rất là mắc tiền, vậy cũng đau bụng lắm mà. Cái đó là phải đam mê dữ lắm mà. Cái đó thì mình khi mình nuôi con cá thì mình cũng muốn là nó sống với mình hoài vậy đó ha. Mình cũng muốn chăm sóc nó rất là kỹ, rồi cho ăn, rồi bổ sung vitamin này kia chẳng hạn đi. Cũng giúp cho nó sống tốt ở trong môi trường, nhưng mà cái này là không ai mong muốn hết. Khi mà chia tay phải chia tay thôi. Cái vụ này anh gành lắm, anh em mà nuôi pet đồ này nọ, mấy vụ này gành lắm. Tự nhiên một ngày nào đó xúc dày. Trong quá trình mà em chơi trước khi đến với cá biển là em có mê con nào khác không, có chơi môn nào khác không? Chắc là hồi trước nuôi chó, mà chắc là không đến gọi là đam mê thôi. Nuôi chó xong ấy là 8 năm trước các bạn, là bắt đầu từ những cái ấn tượng ban đầu ha. Nói chung bản thân mình là thích đại dương rồi đúng không? Đúng rồi. Thì từ những cái ấn tượng ban đầu của trong cái Resinmon hả? Resinmon. Xong là về bắt đầu mày mò luôn. Em có thể kể cho, chia sẻ với mọi người là từ cái ấn tượng ban đầu đó rồi em bước chân vô cái bộ môn này như thế nào không? Có nghĩa là lên mạng tìm tòi học hỏi hay là tham gia vô nhóm bạn đồ này nọ? Thì ban đầu thì mình cũng phải biết thì mình mới xử lý được. Ban đầu là mình chỉ có mình bỏ thời gian ra, vì mình đầu tiên mình là đam mê thích thú rồi, sau đó mình muốn buôn bán cái này thì mình phải có kiến thức. Thì đó mình phải bỏ thời gian tầm
gần năm rưỡi 2 năm đó, thì mình cũng có chơi, mình cũng mới amateur cũng chơi một cái hồ nhỏ đó, thì mình mới coi thử cách đi của người ta như thế nào, cách đi của mình như thế nào đó, thì đầu tiên mình cũng chơi thử ha, cũng thất bại chứ không phải là chơi đã thành liền đó, thì sau đó mình mới tìm hiểu sâu xa hơn về, hầu như lúc đó thời gian đó là không có những cái tư liệu trong Việt Nam mình ha, thì mình phải qua một số trang diễn đàn nước ngoài mình coi ha, thì mình nó sẽ chỉ cho mình rất là cụ thể vì cái đó chơi lâu đời rồi, chơi lâu đời rồi thì mà người ta sẵn sàng chia sẻ hết đúng không? Đúng rồi, chia sẻ và có nhiều thông tin đó, nói chung thông tin nó rộng rãi, mình sẽ biết được như vậy, vì mình rất thích về mảng cá và san hô. Thật sự hóa chất mình cũng mình học nhiều để mình bán đúng đến tay khách hàng thôi, máy móc như vậy, nhưng mà thật sự mảng mà mình yêu thích nhất là vẫn cá, vì đó là đam mê của mình, vì mình sẽ hiểu được con cá nó sống như thế nào nè, san hô nó đặt ở chỗ nào, nó cần dòng chảy, ánh sáng, nhiệt độ, ăn uống như thế nào, vì mỗi con san hô nó sẽ có những cái đặc tính khác nhau nha, chứ không phải là con nào như con nào. Như tại sao có con đặt dưới nền cát, mà còn tại sao có con đặt trên layout đá, hay là còn sao có đặt ở trên cao, ở thấp, thì mỗi con san hô nó có đặc tính riêng. Cái đó là mình tìm hiểu qua những cái trang nước ngoài. Rồi về đầu em có bắt đầu mới mày mò tìm hiểu và trải nghiệm đúng không? Dạ đúng rồi. Tính hỏi là trong cái cuộc chơi này sẽ có những cái lúc mà nó gọi là happy nhất, happy nhất, vui vẻ nhất, nhưng mà cái đó chắc nó không hấp dẫn bằng cái vụ mà gọi là mất mát, sụp đổ, có những kỷ niệm buồn nào không? Mình thì thật sự mình đợt dịch là mất mát mình nhiều nhất. Là vì mình trước tiệm mình là ở bên Tô Hiến Thành bị sụp luôn, sụp tiệm luôn, là mình trước mình ở bên quận 8, ở chung cư quận 8, mình thời gian dịch đâu ai đi đâu được đâu. Đó, tầm gần 2 tháng mình không bước chân qua tiệm được, thì tất nhiên là những cái thông số nó thay đổi hết, thì sụp hồ đó là đáng buồn nhất, về trước mình chơi cái hồ tới 1m8 đang có rất là đẹp, 1m8 bự lắm, phải hồ này hồ mới build được cái khoảng tầm 3 tháng rưỡi nay thôi, còn hồ đó mình chơi gần 1 năm rưỡi, gần 2 năm, hồ đó gần 2 năm rồi đang san hô, và một thứ đang rất đã lắm, nhưng cuối cùng phải sụp đổ. Có nghĩa là nó 2 tháng không qua được, là không có cân chỉnh, không có cho ăn, không có này nọ gì, là cái cảm giác mà ở nhà nó chắc là nó nói chung là cứ ngóng ra ngoài đường, khi nào mở cửa là tôi đi. Có một thời gian đó mình nói, lúc đó mình ở nhà với vợ mình nói cười lắm, mình nói kêu giờ hồi trước mình ở bên đường bên kia đầu cầu Nguyễn Duy Phương á, mà lúc đó là người ta đóng cửa nhưng mà vẫn chừa một cái cầu đó, mình kêu nhưng mà xong cái bữa trước mình ra mình thấy là còn mở cầu, sau bữa sau thấy đóng, mình kêu chẳng lẽ giờ mình phải bơi qua sông hay sao. Anh rất là chia sẻ với em luôn. Trong cái mùa dịch đó các bạn, thì ai cũng biết mình nuôi bò sát rồi, con igu nó ăn rau muống, trời vô mùa dịch á tụi nó đói bụng, mà anh nhìn rất mắt luôn, không có kiếm rau được cho nó ăn, rau thì nó lên giá ha, và cái rau thì lúc đó cũng dành cho người dân nữa, cái thức ăn á, thì những cái igu nó không có rau muống ăn, mà coi như là tất cả đều bị chặn hết, những cái barrier hết, không có đi lấy rau, không có gì được hết. Các bạn biết rau lúc đó là giá nó như gấp 3-4 lần, mà đường bộ không đi được, mỗi ngày anh phải thuê cái ghe 150, nó tấp cái bờ bên này, nó lấy rau xong nó tấp qua đây, nó chở ra cho anh ngày, tốn thêm 150 nữa, nhưng mà cũng được có 5-7 bữa là nó đóng luôn, không cho ghe chạy luôn, rồi cho tụi bay nhịn đói luôn, rất là đau lòng luôn. Anh rất là chia sẻ, nhưng mà cũng hên là nó cũng ngay tại nhà anh, còn cái cảm giác mà mỗi người một nơi á, và không có biết thông tin gì bên kia, không biết luôn, em chỉ có camera lúc đó, cũng còn camera hay là còn đỡ camera, là em thấy nhưng mà rất kỳ diệu là mình không cho cá ăn gì hết, nhưng mà bảy cá mình đã sống hết luôn. Nhưng mà vì san hô nó khó chịu hơn, em nghĩ là do tại trong lúc đó nó bị cúp điện, em qua sau nó mở lại đó, mà em chạy phòng lạnh, máy lạnh nó không có tại chạy lại, thì em nghĩ là nó bị chết, là với do nó nóng quá nó chết, san hô chết hết chứ không đến nổi, nếu mà vì lúc đó vẫn chạy tự động. Có nghĩa là máy lạnh thì em vẫn mở, nhưng mà cúp điện xong rồi lúc mà có điện lại thì máy lạnh đâu có chạy được, không lại. Cho nên là san hô chết. Đau lòng. Đó là một kỷ niệm. Còn kỷ niệm nào gọi là bài học đắt giá, hoặc là lúc mà mới vô nghề không? Thì nói chung là trong làm ăn thì nó mấy lúc này lúc kia, nhưng mà cái đó thì chắc em xin giữ cho em. Ok, nhưng mà cái đam mê mình vẫn lúc nào coi như là
gầy lại, rõ ràng là cái đam mê nó rất là lớn các bạn. Cái cảm giác mà nó bị gọi là cái đam mê của mình bị hao hụt, bị mất mát á. Nó đau lòng đó các bạn. Mình kể với các bạn nhiều câu chuyện bản thân mình cũng vậy, nhiều khi tối qua mới chơi nó ngủ giấc, sáng mai ra tự nhiên thấy nằm đóng dưới đất là thấy muốn sụm bà chè luôn muốn té luôn rồi đó, nhưng mà cũng phải tiếp tục thôi chứ làm sao. Rất là nhiều ha, muối miết đồ này nọ các thứ. Thì mình, bên mình là cung cấp đầy đủ đủ, nói chung là từ muối, phụ kiện, thức ăn, vi sinh cho hồ san hô cá biển. Một cái chi phí dịch vụ của mình mà bên em có cung cấp chi phí dịch vụ bảo dưỡng đâu luôn rồi đúng không? Cái đó mà chi phí dịch vụ nó cũng tùy, nó không có cố định về nó cũng tùy thuộc vào từng cái hồ cũng như là từng cái lượng san hô cá trong hồ và kích thước nữa, cái đó thì nó không cố định, cái đó mình nói chung là cũng khó chia sẻ. Nhưng mà ý là nếu mà giờ mình sẽ lấy một cái quy chuẩn chung đi ha, một cái hồ san hô 1m2 đi, thì chi phí mà vận hành cái hồ đó thì nó bao gồm gì? Là tiền điện nè, một tháng thì tiền điện khoảng tầm 400-500 ngàn tiền điện, tiền san hô ăn một tháng khoảng tầm, nếu mà hồ nhiều san hô ha, thì khoảng đâu đó khoảng tầm 300 ngàn, rồi tiền muối thay nước, tiền linh tinh phát sinh, mình nghĩ nó khoảng tầm trên dưới đó đâu đó khoảng tầm lanh quanh 1 triệu một hồ 1m2 thì là tháng à? Đúng là một tháng. Tháng cũng mềm quá, cũng chung chịu được các bạn, chịu được hồ 1m2 ha. Anh mà có cái hồ meta, cái hồ giống vậy coi như là tối anh cứ nằm ở nhà anh tự pha nước cam nằm anh chiêu luôn. Chiêu luôn, thôi đi biển nè. Giờ đi ra ngoài uống ly cà phê, uống ly trà sữa không cũng hết 80-90 rồi đúng không, tháng là hả ra mấy triệu bạc rồi. Này giờ chi phí vận hành có người chăm sóc hết, mình chỉ ngồi ngắm thôi, tháng có 1 triệu là quá đẹp rồi. Này miếng dán đủ thứ. Thì mình nếu mà mình sẽ nói sơ luôn về những cái sản phẩm bên mình ha, là những cái hãng nào. Đây là một cái kệ hàng của hãng Chobit Marine, sản xuất tại Đức ha, nhập khẩu được từ nhà phân phối ha. Thì là sản phẩm này cũng đương gọi là đang được thị trường ưa chuộng vì nó đơn giản cho người dùng. Thì nó cũng có đầy đủ từ muối, hóa chất, thức ăn. Đây là muối của nó, thùng muối của nó. Rồi bên đây là một cái hãng khác cũng là của Đức luôn, này là Fauna Marine. Đây cái này cũng được sản xuất tại Đức. Rồi sản phẩm khác về này chỉ có cung cấp thức ăn thôi, đây là của Thái này. Option Nutrient đây. Rồi và một cái sản phẩm của một cái hãng tương đối là phổ biến tại Việt Nam là Resi, cái này là trùm ở Việt Nam rồi. Resi đây, sản phẩm rất đầy đủ. Resi đây là của thằng này của Israel sản xuất nha, nhưng mà thương hiệu chuyển giao cho Mỹ rồi. Đây là một sản phẩm khác là của Đức luôn, nói chung đây là sản phẩm Đức rất là nhiều. Đây là của Karolinsat này, thì thằng này mình hơi gọi là KZ đấy. Đây thì thằng này cũng đầy đủ luôn, vi sinh, thức ăn san hô, thức ăn cho tăng màu ở san hô, vi lượng ở san hô đầy đủ. Một sản phẩm khác đến từ Mỹ, đây giờ mới thấy ông Mỹ đã xuất hiện đây. Đây là của Cantillon, đây là hãng này bên mình chỉ có nhập vi sinh thôi, vi sinh vì vi sinh của này xài rất là tốt. Rồi máy móc đây là thức ăn Hikari, chắc là máy nước ngọt hay chắc là quá rành ha, này của Nhật. Một số máy móc phụ kiện. Ủa cái đó là cho nước ngọt hả? Không, ý là cái hãng này thì phổ biến. Cái đó cũng cá ăn hay? Dạ đúng là thức ăn cho cá thôi. Rồi máy móc phụ kiện thì bên mình có muối Resi nè, muối Chobit Marine nè, muối H-Dub, một cái sản phẩm cũng đến từ Đức. Ủa cục này cục gì ta? Đây là cái máy Doser Chonic này của Mỹ nha. Đấy, thì nó có 5 đầu, một cái máy rất hiện đại. Hiện tại là một trong những cái máy đo oxy mắc tiền nhất. Đo oxy? Máy đo oxy, máy chăm chất nè. Chăm chất á hả? Giống như cái máy nãy á hả? Dạ đúng rồi, máy kia là máy cam, máy thường thôi. Còn máy này nó hiện tại một trong những dòng máy mắc tiền nhất thị trường.
Ví dụ như như cái máy này là bao nhiêu tiền em? Máy đó giờ nếu mà ở Việt Nam nhập về bán khoảng tầm 20 triệu. Wow! 20 triệu? Một giây. Còn mấy cái đèn đốm đồ mắt đèn thì hiện tại nếu mà đèn đỉnh cao thế giới thì giờ chỉ có đèn Radeon. Đó, Radeon mình đang xài một con XR30 đây. Đây. Pro đây. Thì đó con đó. Hoặc là nó có cái bản nhỏ hơn nè. Nó có bản Blue Pro. Thì đó là đèn Radeon. Đèn này anh em chơi cá biển thì rất khao khát cái đèn này. Đèn này mắc không em? Đèn này thì cũng là một sản phẩm cao cấp. Này, đèn này hiện tại là giá thị trường niêm yết của từ nhà phân phối là 13 triệu một con. 13 triệu. Còn cây đèn bên đây sử dụng là 25 triệu 500 ngàn. Đó là đèn Radeon. Ồ, cái những cái sản phẩm phụ kiện bên cá biển nó có thể là yêu cầu về kỹ thuật nó khắt khe hơn, nó cao hơn, cái môi trường của nó khắc nghiệt hơn, cho nên là cái giá thành của nó cao hơn cái bên cá nước ngọt nhiều ha. Cũng tùy, nhưng mà thường nó sẽ cao hơn. Cũng tùy nhé, vì nước ngọt thì cũng có ADA này, mấy dòng đèn có mắc tiền. Hay là thật sự những Kiso này nó vẫn sản xuất cho nước mặn và nước ngọt luôn, cả hai con luôn. Kiso Radeon nó cũng sản xuất cho nước, vẫn có cho bản cho nước ngọt. Đó, thì đó là tùy thôi, nhưng mà nó vẫn về cái mặt bằng chung á thì cá biển nó vẫn cao hơn. Cao hơn. Đúng rồi. Một cái em có thể chia sẻ với mọi người để cho mọi người có nhiều thông tin ha. Thì là một cái hồ mà gọi là đẳng cấp nhất mà em đã từng build. Thì nó khoảng bao nhiêu tiền? Bên mình từng làm một cái hồ mà gọi là giá trị cao á, thì mới làm hồi tháng 6 vừa rồi. Thì cái hồ đó thì khoảng hồ đó rất là nhỏ nha, hồ chỉ có mét 2 thôi đó, nhưng mà rơi vào khoảng tầm 240 triệu, là hồ 1.2 nha. Còn đó là nhỏ thôi nhưng mà có vỏ. Nhỏ có vỏ thì cái những cái giá trị cao đó đến từ trang thiết bị hết. Đúng rồi, vì cái này chủ yếu là cái phần build, phần cứng là mắc nhất. Còn cái phần mềm á là san hô cá, đó là nó hiện tại không có định giá trên thị trường. Thì cái đó là tùy thuộc mỗi người thôi. Có những con cá nó có thể là vài chục ngàn, có thể nhớ vài triệu, vài chục triệu cũng có, cũng như là nước ngọt thôi. Đó là những cái sinh vật của mình gọi là sưu tầm. Trong giới sưu tầm, chẳng hạn những con sưu tầm hiếm chẳng hạn thì nó cũng sẽ có giá trị cao ha. Mình cũng có một số nắm giữ một số con đặc biệt độc đó, những con bèo đó là những con độc đấy. Đây độc đúng không? Rồi cái nãy em nói cái hồ mét 2 mà 240 triệu thì cái phần cứng là nó chiếm bao nhiêu? Là 240 triệu á hả? Đúng rồi, là phần cứng thôi, bia phần cứng là 240 triệu. Bây giờ phần cứng là máy lọc, chiller, rồi đèn, đốm, rồi máy, tạo dòng chảy, đồ này nọ hả các bạn, là 240 triệu. Hả? Còn cá, mắm, san hô trong là chưa có tính nha. Nhưng mà thật ra cái đó nó chiếm cái phần, nhưng mà không tính được, cũng có con nó mắc đúng không? Nghĩa là cái đó mình, nó cái giá trị của nó mình không có xác định được. Có những cái hồ người ta bill cá và san hô là 240 triệu, nhưng mà thể là tiền san hô và cá thể gấp đôi, gấp ba lần cái số đó. Ôi. Cũng có. Hoặc là có những người ít hơn cũng có, hoặc là người tầm tầm đó. Thì cái đó là do tùy thôi, cái đó tùy, chứ vì nó có sinh vật mà nó dạng như độc chẳng hạn đi, hiếm hay là sưu tầm hay là chỉ có tôi có thôi thì nó thì có giá trị đúng khác. Rồi nó mang giá trị sưu tầm thì nó khác. Rồi nó vô chừng. Phê quá bạn, nhìn một cái hồ sẽ đi đâu mê đó này, không biết nhiêu tiền cho đủ. Bữa anh quay bên thủy sinh nhìn hồ thủy sinh kia cũng mê quá. Đẹp quá, hôm nay qua nhìn cái hồ san hô cũng mê luôn. Hồ của mình thì chỉ có hiện tại nó chỉ có lên được khoảng tầm 20% thôi, chưa có gì hết, vì mới được cái tuổi nó rất là ngắn, tuổi này được có 3 tháng rưỡi 4 tháng. Một cái hồ hồ này, ví dụ như một cái hồ nước biển này mình build xong rồi khoảng thời gian bao nhiêu lâu là nó ổn định ta? Nếu mà thời gian mà để mà một hồ nước biển cũng tùy theo mình nuôi cái gì nha. Ví dụ nuôi cá, nuôi san hô mềm, nuôi san hô cứng nó có nhiều. Thì thường á thì có một cái chu kỳ là 30 ngày, khoảng 4 tuần là mình có thể nuôi cá được. Còn nuôi san hô thì có thể để lâu hơn, nuôi san hô cứng có thể để 6 tháng. 4 đến 6 tháng. Thường thường là nó không có cái thời gian xác định đâu, nhưng mà thường mình lấy cái chung nhất là một tháng là 4 tuần mình sẽ có những cái bộ kit xây cầu. Sau thời gian xây cầu mình kiểm tra nước đạt thì mình nuôi những sinh vật đơn giản trước. Với lại cá biển nó khác với cá nước ngọt ở chỗ này. Rất là hay nha. Không thả được nhiều quá nhiều sinh vật cho hồ cá mình, không thả ào ạt, không ào tới tấp, không thả sao mà phun hồ trong vòng thời gian ngắn được, và nó phải có thời gian sức chịu đựng của hồ mình. Mình cứ thả cá san hô chậm rãi từ từ,
từ tốn thôi, coi như là mình chăm từ từ vô chứ không phải là gom cái nổi hào vô. Đúng rồi, từ tốn mình sẽ là bỏ từ từ, vì để mình biết được cái mức độ chịu đựng với hộ mình, với hai mình có thời gian mình sưu tầm những cái đồ đẹp. Ví dụ như tháng này đổ ngon cá, đúng rồi. Tháng sau mới đổ thêm con nữa. Đúng rồi, có nghĩa mình phải chia ra, mình ví dụ tháng lần 2-3 con chẳng hạn, đi khi nào đạt đủ số lượng mình mong muốn mình dừng. Chứ mình cũng không có thả quá nhiều. Quá đẹp luôn. Còn mấy cái hộ trong này là để em giống như dưỡng hả? Thì mấy cái hộ này là hộ mình vừa dưỡng vừa chơi. Đây là hồ hồ phát của mình, hồ đây là hồ mình nuôi những san hô mềm để mà nhân giống sinh sản, đó là những cân cút áo, những xoa mình đang sinh sản. Thì mình bên mình không có chuyên về cái mảng này, thành ra mình cũng làm đơn giản thôi, cũng không có nhiều. Hôm nay con nhím cầu gai phải không ta? Cầu gai, hồ mình đang bị rêu, thành ra cho cầu gai cho nó ăn. Cầu gai nó ăn rêu. Dạ đúng rồi. Con trong này cũng cầu gai luôn. Đúng rồi, cầu gai nó cũng mấy dạng hả ta? Cầu gai nó nhiều lắm. Quá là hay luôn. Còn mấy này là đây là đá sống. Đá sống rồi em cứ ngâm trong đó là nó dễ sống rồi, hoài luôn. Nó vẫn có một cái chu trình, nó nghĩa là nước chảy rồi lọc rồi skimmer vẫn có đầy đủ hết. Đá sống thì nó vẫn nuôi. Vẫn nuôi đá sống. Cái này mình mà đưa lên cạn xong mình để cho nó phơi nắng là vi sinh nó chết. Nó chết hết. Đá sống thì nó bắt buộc phải ngâm nước và hay làm ẩm, giữ trong mát thì được. Ok, hồi nãy anh hỏi những cái gọi là những cái kỷ niệm buồn. Chưa hỏi kỷ niệm vui. Cái giây phút nào hoặc là khi em tạo dựng được một cái tác phẩm nào mà nó cho em cái sự hưng phấn nó cao nhất, hay khi em đạt được cái gì đó em có thể kể chia sẻ mọi người. Nói chung mình làm cái này cũng lâu rồi, nhưng mà có cái kiểu như là cái mà mình vui nhất á, là hồi trước đây nói chung mình cũng chưa có tiếng gì hết, nhưng mà làm được cái hồ cũng rất là đẹp đó, hồ cũng rất là giá trị đó, hồ bill rất là đẹp, nhưng mà nói chung khách hàng này đã lâu nay mà không liên lạc lại đó. Thì lúc đó mình rất là vui nha, vì cái hồ của mình hồ đầu tay cao cấp, nhưng mà khách rất là chịu chơi luôn. Thả những con cá là rất là như vị tan vàng, game tan, rồi lách tan, những con cá rất là xuất sắc. Đó thì anh cũng cái kiểu như là cái này mình hỗ trợ vui về vấn đề hỗ trợ khách hàng thôi. Đó có nghĩa là khi mà anh lúc đó anh hồ anh đang có ổn định, hồ đó hồ anh là 3m, hồ là hồ 3m chơi rất là ngon lành. Sau anh mua một con nể Nhật nuôi 4 năm rồi, bự lắm, sao anh bỏ trong hồ, sao chết, sau đó xong cái nó làm lây lan hồ ảnh, cái xong cái ảnh đem cá lên gửi cho mình, đem cá gửi mình, nhưng mà thật chứ lúc đó mình cũng nói thật là nó khả năng cứu con cá đó thì nó rất là khó đó. Sau đó mình nói ảnh bỏ trong hồ mình đi, nếu mà giờ nó sống thì là may mắn, còn nếu nó không sống thì chịu ha. Nhưng mà rất là hay nha, tự nhiên những con cá mắc tiền đó, bảy cá ảnh đợt đó là mình nuôi giùm ảnh là trên 100 triệu bài cát đó, nhưng mà cuối cùng là sống hết luôn rồi đó, giờ là lúc đó là rất là vui luôn, mát tay. Nói chung là cũng là khách hàng ủng hộ mình, nhưng mà giờ mình không còn liên lạc với anh đó, thì không liên lạc được nữa, thì nghĩa mình không biết như thế nào nữa, nhưng mà lúc đó là rất là vui, là khách hàng đầu tay của mình làm hồ chi nhiều tiền đó, mà cũng là mình bảo vệ được cái bài cá của anh đó, mà niềm vui đó mình là mình nuôi được những con cá mất tiền, nhưng mà cứu được cái hồ của khách. cái cảm xúc lúc đó nó cũng lẫn lộn đúng không? Giống như Huân chia sẻ là lúc đó chưa có kinh nghiệm, chưa có tiếng tăm, chưa có cái nem cũng mới thôi, nhưng mà được khách tin tưởng làm một cái hồ cao cấp nhiều tiền đó, xong rồi sau đó khách có nhờ chữa cá thì cũng không có tin chắc là sẽ chữa được, cứ làm hết mình thôi. Trong cái đó là mình nghĩ là cái gì đó nó một cái may mắn của mình thôi. Làm hết mình thì cuối cùng là sống hết luôn, thì nói chung là nó cộng hưởng nhiều cái vô, rất là vui luôn. Là một cái kỷ niệm mình rất là vui, vì lúc trước đó khách hàng người ta làm chỗ khác, sau bị hư cái hồ, sau mình xuống mình cải tạo lại, sau mình sang người ta chơi bài bản mới tới giờ, mà hồ rất là bự, hồ tới 3m nữa. Rồi hay. Anh em sinh vật cảnh vậy đó các bạn,
nhiều khi gọi là dùng từ vui á, nó không có đủ, gọi là hạnh phúc thì nó giống như nó đầy đủ hơn, nghĩa là nó giống như nó vỡ òa luôn, nó sướng lắm. Có những chuyện mà giống như người ngoài nhìn vô thấy nó rất là thường, hoặc là thấy tụi này nó tào lao quá, nhưng mà đối với những người đam mê, khi người ta xử lý được cái vấn đề đó thôi là hạnh phúc lắm. Dạ, sướng rồi. Luôn, sướng điên luôn. Dạ. Ok các bạn, đây là cái hồ này là hồ chơi của Huân ha. Thì hồ này mới build lại được khoảng 3 tháng rưỡi nay thôi. Nó chưa có gọi là đúng cái điểm rơi phong độ của nó. Chưa có mong muốn đạt được 20% mong muốn mình. Mới 20% mong muốn thôi. Thì hồi nãy giờ Huân đã có chia sẻ với lại mọi người cũng như là bản thân mình về những cái trang thiết bị, rồi phụ kiện, rồi cách nuôi chăm sóc cũng như là những cái kỷ niệm vui buồn của nghề ha. Cảm ơn em rất là nhiều. Thì mình sẽ còn tiếp tục ở đây. Cái clip nữa tiếp theo á, là mình sẽ nhờ Huân coi như là bóc tách cái hồ này, coi xây dựng từng bước như thế nào, có thể những cái chi phí này nọ cho anh em có thể tham khảo tìm hiểu ha. Thì hẹn mọi người ở clip lần sau, chúc mọi người xem clip vui vẻ ha. Bye bye. Rồi, bye bye mọi người.